Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mới đây một bệnh nhân cú ma đã được chuyển từ Thanh Hóa vào khoa cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng rất nặng. Sau khi mắc cú ma, bệnh nhân bất ngờ bị biến chứng viêm phổi và suy hô hấp cấp, tiến triển phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm khởi phát cú ma, bệnh nhân có tình trạng sốt cao, gai, rét liên tục, kèm theo ho khạc đờm, đau mỏi cơ, đau nặng đầu, không nôn, tức ngực khó thở tăng dần. Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện tuyên dưới một ngày không cải thiện, và được chuyển ra bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương với chẩn đoán suy hô hấp cúm viêm phổi. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định đặt ống thở máy. Tuy nhiên vì không đáp ứng với thở máy, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp ECMO. Bệnh nhân được chẩn đoán cúm A trên nền suy tủy. Nhận định về trường hợp này, các bác sĩ cho biết bệnh nhân nhiễm cúm A trên nền suy giảm miễn dịch thì sẽ dễ diễn tiến nặng hơn người không có bệnh nền.